Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Clip này thì mình review lại cái bộ skill của Necroma sau khi điều chỉnh từ của bản tiếng Trung, kèm theo nữa là cái thông tin khi lên ZMU. Necroma đã có một bước chuyển đổi cái bộ skill rất chi là nhiều so với cả hồi xưa. Hồi xưa thì Necroma cái sinh tồn lẫn cả cái sát thương gây ra rất là cao thì bây giờ khi các bạn nhìn thấy bộ skill của bản tiếng Trung thì các bạn sẽ cảm thấy đó là ít người sẽ sử dụng Necroma hơn đây là Necroma và sắp tới thì nó sẽ chuyển sao dành cho con Eternatus. Với skill 1 của Necroma thì nó sẽ tấn công lên đơn mục tiêu 100% công đặc biệt và nó sẽ không đi kèm với cả sát thương xuyên ở đâu, trừ phi bây giờ nếu nó bạo kích thì nó sẽ gây thêm một cái sát thương xuyên đánh lên địch phía sau với một lượng sát thương bằng nửa cái sát thương mà nó đã gây ra. Nó tấn công không, không bạo kích này thì sẽ không kèm theo một cái sát thương xuyên gì cả. Nói chung là cái bộ skill của Necroma đã bị giảm đi một cách đáng kể rồi Trừ phi bây giờ nếu Necroma bạo kích thì sẽ kèm theo một cái sát thương xuyên giống như thế này Và đây nếu là bạo kích thì sát thương của Necroma sẽ kèm theo cái sát thương xuyên Vậy là bây giờ Necroma nó sẽ rất là cần bạo kích thì mình có thể gây ra được như vậy Với skill 2 của Necroma nó cũng sẽ tấn công lên đơn mục tiêu Và nó sẽ cướp đi một cái hiệu ứng bất lợi mà địch có ở trong cái bộ skill của nó Và kèm theo là địch đó À, lần sau mà hành động thì sẽ không kèm theo cái hiệu ứng bất lợi mà Necroma đã vừa cướp nữa Và Necroma nó sẽ sử dụng cái hiệu ứng bất lợi này của địch ở trong đòn tuyệt kỹ của nó Và nếu mà địch mà không có hiệu ứng bất lợi nào để Necroma cướp Thì Necroma nó sẽ cướp đi đó là 5% máu địch để cho bản thân Đây chính là skill 2 Skill 2 bây giờ của Necroma cũng sẽ không đặt cái hiệu ứng lăng kính đen nữa để cướp lượt của địch đây cũng là một cái rất là khó khăn dành cho Necroma bởi vì cái tốc độ nó, nó bây giờ uh, nó khá là chậm rồi và nó cũng không đi cướp lượt của địch để đến lượt hành động sau nó có thể được hành động um, nhanh được nữa với đòn tuyệt kỹ của Necroma thì nó sẽ tấn công lên đơn mục tiêu sát thương gây ra 420% công đặc biệt và trong đòn tấn công này sẽ tăng thêm 20% tỷ lệ kích này và nếu đòn tấn công này của Necroma mà không bạo kích thì nó sẽ nhận được thêm một cái năng lượng ánh sáng và kèm theo ở skill 3 này nó sẽ cướp đi lượt hành động của địch ở lần kế tiếp Vậy là bây giờ Necroma skill 2 không cướp lượt của địch nữa mà thay vào đó là các bạn sẽ phải ra đòn tuyệt kỹ thì mới có thể cướp được lượt của địch này và như các bạn thấy là trên đầu của Necroma đang có bốn cái năng lượng ánh sáng với mỗi năng lượng ánh sáng này thì sẽ tăng thêm cho Necroma đó 5% tỷ kích về 3% cái công đặc biệt đây chính là đòn tuyệt kỹ của Necroma thì bây giờ trong đòn tuyệt kỹ này thì nó lại đi kèm được với cả cái lăng kính đen vừa rồi. Khi các bạn lên được 11 sao của Necroma. Thì... Uh, nó sẽ tiến được vào cái trạng thái hố đen giống như này. Ở trong vòng một lượt hoặc là khi mà nó bị đánh 3 lần. Thì uh, nó cũng sẽ thoát ra khỏi hiệu ứng hố đen này. Đây là một cái trạng thái biến đổi của hệ siêu. Các bạn có thể áp dụng với cả cái... Um, huy hiệu của hệ siêu để có thể là gây thêm sát thương lên uh, toàn bộ địch. Dựa theo cái huy hiệu đó. Và khi mà Necroma bị tấn công ấy. Thì uh, sát thương nó nhận vào sẽ bị vô hiệu hóa và kèm theo là nó sẽ nhận được một cái năng lượng ánh sáng khi ở trong cái uh, um, trạng thái hố đen này của nó. Thực sự là bây giờ khá là khó khăn dành cho Necroma với việc bây giờ nó là một con có tốc độ khá là thấp. Với nội tại của Necroma đó là trước khi mỗi lượt uh, và kèm theo là khi nó ra skill mà cướp được một cái hiệu ứng nào đó của địch. Ví dụ skill 2 cướp một hiệu ứng bất lợi chẳng hạn thì nó sẽ nhận được đó là một năng lượng ánh sáng vậy là necroma trước mỗi lượt một năng lượng ánh sáng và cướp một hiệu ứng của địch là nhận được một năng lượng ánh sáng nữa và cái năng lượng ánh sáng này nó sẽ tích tụ tối đa đó là 5 cái và khi có có 5 cái đủ rồi thì lần tới mà bạn hành động xong thì nó cũng sẽ tự mất đi 5 năng lượng ánh sáng mà không làm gì cả và trừ phi các bạn lên được 6 sao 6 sao của nó thì khi bạn mất đi 5 năng lượng ánh sáng đấy thì bạn sẽ phát ra một cái hiệu ứng photon để bắn lên ngẫu nhiên một hàng. Với lượng sát thương gây ra bằng 150% công đặc biệt. Thì vừa rồi. Necroma. Như các bạn thấy là nó có 5 cái năng lượng ánh sáng. Thì ngay lập tức nó sẽ kích hoạt luôn một cái trận hiệu ứng Photon giống như vừa rồi. Ngày trước thì cái hiệu ứng này nó sẽ bắn lên mỗi hàng luôn còn bây giờ nó đã bị giảm đi rồi. Đó là nó chỉ bắn lên đúng một hàng, sát thương 150% công đặc biệt thôi Và tiếp theo hiệu ứng khi 8 sao. 8 sao là khi bạn có 5 cái năng lượng ánh sáng và mất đi năm năng lượng ánh sáng đấy rồi thì Necroma nó sẽ tiến được vào cái trạng thái giận dữ này của nó À, bây giờ trạng thái giận dữ này nó chỉ tiến được vào khi mà nó đủ năm cái năng lượng ánh sáng thôi và nó chỉ kích hoạt đúng một lần duy nhất ở trong một trận đấu vậy nên là nếu bạn mà chưa đủ năm năng lượng ánh sáng này mà nhận một cái sát thương mạnh quá là bay luôn và cái năng à, cái hiệu ứng giận dữ này của Necroma nó sẽ có tác dụng đó là hóa giải hết toàn bộ những hiệu ứng khống chế nào mà dưới level 3 và sẽ hồi đầy nộ lúc này thì nó sẽ tăng thêm 50% tỷ bạo kích, 20% sát thương bạo kích và 12% tốc độ toàn bộ những cái sát thương hay là khống chế mà nó nhận vào khi đang ở trong trạng thái giận dữ này thì đến cuối lượt khi mà nó kết thúc trạng thái này nó sẽ nhận đầy đủ luôn và như bạn thấy bây giờ cái nội tại của Necroma nó khi đi cùng hệ siêu ấy uh, ngày trước thì đi khi đi cùng hệ siêu mà có cái tốc độ cao hơn thì nó sẽ bị trừ đi 5% tốc độ nhưng mà lại tăng thêm 5% sát thương cái hiệu quả hiệu quả nội tại này của nó bây giờ đã mất rồi nội tại bây giờ nó chỉ có đúng như này thôi và đây là một S cộng ngày trước thì sinh tồn có vẻ ổn nhưng bây giờ thì bạn sẽ cần phải là đủ 5 năng lượng ánh sáng này là để tiến vào trạng thái này là một cái thứ hai nữa bạn phải ulti kịp thời thì bạn mới có thể là tiến vào trạng thái hố đen à, với toàn tiếng chung bây giờ có lẽ như đang đi theo hướng tốc độ cao đánh liên tục thì với necroma tốc độ kém này và cái sinh tồn nó kém hẳn đi trừ phi bây giờ bạn phải kết hợp thêm với origin nuôi con necroma này thành một con mạnh nhất ở trong tim thì Mimogen hỗ trợ thì còn có cái kháng tử còn đâu thì rất là khó để có thể sử dụng uh, Necroma trong khi tim bạn mà đang có sẵn kiểu dạng như là Mega Mewtwo rồi Vậy nên là với bộ skill này của Necroma đã làm cho nó uh, từ trước khi chỉnh sửa là xài được ở trong tim siêu nhưng bây giờ sau khi chỉnh sửa xong thì số lượng người xài Necroma này uh, của những người chơi mà có dạng như là tầm VIP 12 hai lên đấy họ sử dụng Mega Mochui là một còn dưới với 12 thì bây giờ họ đi theo hướng team kiểu kiểu khác rồi thì nhận xét với Necroma ở bản tính chung một cái chỉnh sửa như vậy đã làm cho nó bây giờ trở nên yếu hẳn đi thì nếu bạn mày trước bạn đã từng nâng lên Zmu của nó thì chúng ta sẽ cùng ngó xem Zmu của nó sẽ như thế nào đầu tiên đó là Zmu skill 1 sát thương nó sẽ tăng lên từ 100 lên 120 Và ở skill 1 này nó sẽ cướp đi một hiệu ứng búp của địch và nó sẽ chuyển cho bản thân. Tiếp đến đó là với skill 2, skill 2 này thì sát thương nó sẽ được tăng thêm uh, từ 180 lên 200 và đồng thời nó sẽ được hiệu ứng đó lăng kính đen lên địch đó trong vòng 2 lượt. Uh, ngày trước thì lăng kính đen này ở bình thực bộ skill bình thường rồi, bây giờ nhà phát hành lại chơi cho cái kiểu mà khi bạn lên Z mu rồi thì bạn có thể lấy lại được một số hiệu ứng mà ngày trước nó có ở trong bộ skill ZMU 2 đặt hiệu ứng lăng kính đen nhưng lăng kính đen này nó không phải là hiệu ứng cướp lượt như ngày trước nữa mà hiệu ứng này nó sẽ có tác dụng là khi nhận một cái năng lượng theo kiểu ánh sáng ấy, hay là những sát thương xuyên thì nó sẽ phân phân tán ra để đánh lên ngẫu nhiên địch với sát thương gây ra bằng 80% sát thương xuyên. Tiếp đến đó là phần nội tại của nó. Với nội tại của nó bây giờ khi bạn mà hết cái năng lượng ánh sáng thì nó sẽ tiến vào trạng thái giận dữ này. À, khi bạn lên được Z mua 4 thì nó có thể tiến được thêm trạng thái giận dữ một lần nữa nhưng mà phải thời gian hồi 4 lượt uh, sau khi mà bạn đã ra được trạng thái giận dữ ở đợt trước. Tính ra cũng khá là lâu, ví dụ như bạn ở trạng thái giận dữ khoảng tầm ở lượt 1 lượt hai đi thì bạn đến phần tầm lượt 5 lượt 6 mới có thể kích hoạt trở lại này và kèm theo và bây giờ khi bạn lên được uh, zmu 4 này rồi ở trong trạng thái giận dữ thì khi mà nó một đòn tấn công của nó sẽ kích hoạt luôn hiệu ứng photon này. Photon thì uh, nó sẽ tấn công lên mỗi cột thì bây giờ nó sẽ tấn công lên uh, cả ba cái cột luôn, rồi giống như là tấn công theo kiểu toàn địch giống như ngày trước. Thì đây chính là lên Zmu 4, ngày trước thì chẳng cần, thì bây giờ lại phải lên thì mới có được lại được hiệu ứng ngày xưa. À, tiếp đến đó là với Zmu 6. À, Zmu 6 thì sát thương nó sẽ tăng từ 420 lên 500% và ở trong cái trạng thái uh, hố đen của nó thì mỗi khi mà hệ siêu bên bạn hành động thì Necroma sẽ nhận được một năng lượng ánh sáng và cứ mỗi một năng lượng ánh sáng mà thừa ra thì nó sẽ kích hoạt một ứng photon ở bắn lên địch. Cái này cũng khá là hay bởi vì là bạn đi cùng với hệ siêu thì lúc đó mới có thể kích hoạt ứng photon này khi năm đang có năm sẵn năm cái này thì thừa ra một cái thì nó bắn một phát lên một hàng dọc. Và tối đa là nó sẽ bắn được chỉ có 3 lần thôi. Thì hiệu ứng Z mu của Necroma cũng không tệ nhưng mà cũng chỉ là tấn công theo kiểu mà những lượt khoảng tầm 5 6 lượt đầu thôi. Một điều chỉnh làm cho Necroma nó bị giảm đi nhiều. Và ngày trước thì mình rất là thích sử dụng Necroma nhưng mà sau khi điều chỉnh xong thì buộc lại phải là cho nó ra ngoài sân. Ok, mình kết thúc cái clip review lại cái bộ skill của Necroma sau khi điều chỉnh này. Cái này hiện tại chúng chị áp dụng ở mỗi bản tiếng Trung thôi.